Xin chào các bạn, hôm nay shop tranh Hồng Loan kho tranh giá rẻ.com Zalo 0971123666 sẽ giới, thiệu đến các bạn bốn mẫu tranh đính đá đồng giá 100 000 nghìn các bạn nhé. Những bốn mẫu tranh đính đá này là mang chủ đề về cha mẹ ạ. Cha, tranh mang chủ đề về cha mẹ và đồng giá 100 000 nghìn các bạn nhé. Vâng ạ, mẫu đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn là một mẫu tranh cha mẹ. À, với câu thơ ân cha mẹ là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn Kích thước của bức tranh này là 75 x 50cm, giá thành của tranh là 100.000 ạ Vâng, mã số của bức tranh là DF270, đây là mã DF270 các bạn nhé Mã DF270 kích thước là 75 x 50cm, giá thành là 100.000 Câu thơ là ân cha mẹ là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn Vâng, một bức tranh rất là đẹp ạ Một bức tranh rất là đẹp với hình ảnh Cành uh, cánh hoa này Với chữ cha mẹ uh, Chữ cha mẹ và câu thơ Cái bức tranh này là đính toàn bộ các chi tiết có ở trên tranh các bạn nhé Đính toàn bộ các chi tiết có ở trên tranh Trừ cái nền màu xanh này Nền màu xanh, nền màu hồng là các bạn không đính Còn lại tất cả các chi tiết còn lại các bạn đều đính ạ Tất cả các chi tiết còn lại các bạn đều đính Và bức tranh này là đá ABC các bạn nhé Đá tròn đục và ABC AB là đá có nhũ óng ánh rồi Nhưng mà thêm chữ C nữa thì có nghĩa là có thêm cả đá hạt nổi ở trong bức tranh này các bạn nhé Kích thước của tranh là 75x 50cm Mã số của tranh là DF270 Giá tiền là 100 nghìn ạ Vâng, đó là mẫu thứ nhất của bức tranh Mình sẽ qua mẫu thứ hai ạ <laughs> Mẫu thứ hai của bức tranh cũng là một bức tranh cha mẹ cũng là một bức tranh cha mẹ ạ, với câu thơ ân cha mẹ là đại dương vô tận con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn mẫu tranh này có kích thước là 65 x 50 cm ạ 65 x 50 cm mã số của bức tranh là df df210 kích thước là 65 x 50 cm đây là đá ab các bạn ạ đá ab có nghĩa là đá chỉ có nhũ ống ánh thôi còn không có chi tiết nào là đá to đá hàn nổi ở bên trong bức tranh này Uh, câu thơ chữ cha mẹ các bạn có đính này ân cha mẹ là đại dương vô tận con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn là các bạn có đính. Các bạn đính cả hoa hồng nữa nhé, vị trí là đính hoa hồng. Đính hoa và lá hồng. Còn cái nền vì nền mềm mờ mờ phía sau đây là các bạn không đính ạ, nền mờ mờ là không đính. Phần lớn tranh đính đá, phần lớn tranh đính đá là tranh đính đá 3D các bạn nhé. Tranh đính đá 3D có nghĩa là nền ở phía đằng sau là các bạn không đính, các bạn chỉ đính những chi tiết nổi thôi ạ. Vâng, mình sẽ nhắc lại mã số của bức tranh này à DF210, kích thước là 65 x 50 cm và giá thành của tranh là 100 000 nghìn các bạn nhé. 100 000 nghìn cho một bức tranh đính đá, giá vô cùng rẻ luôn ạ. Vâng, mình sẽ qua mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo mình giới thiệu đến các bạn là mẫu tranh cha mẹ. Cha mẹ với câu thơ trăng xưa trăng dụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ dãi dầu nắng mưa. Trăng xưa trăng dụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ dãi dầu nắng mưa. Với hình ảnh những bông hoa, những bông hoa này, và chữ cha mẹ, kích thước của tranh đây ạ, kích thước của tranh là 90 x 45 cm. Mã số của tranh là DF366, kích thước 90 x 45 cm. Đây là đá ABC các bạn nhé. Đá ABC có nghĩa là đá, chữ C là đá hạt nổi ở bên trong các bạn ạ. Có hạt nổi, cả chi tiết nổi ở bên trong. Còn chữ B có nghĩa là đã có đóng, có ống ánh, có ánh xà cư các bạn nhé. Đánh giả cử. Vâng, mã số của tranh là DF366, kích thước là 90 x 45 cm, giá thành của tranh là 100 000 ạ. Vâng, đây là chữ cha mẹ với hình ảnh những bông hoa, năm bông hoa to các bạn nhé, năm bông hoa to và câu thơ trăng xưa trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ dãi dầu nắng mưa. Mã số của bức tranh là DF366, kích thước 90 x 45 cm, đá ABC, giá thành là 100 000 các bạn nhé. 100 000 cho bức tranh này ạ, rất là rẻ ạ đó là mẫu thứ ba mình giới thiệu đến các bạn mình sẽ giới thiệu tiếp theo là mẫu thứ tư Hôm nay mình giới thiệu tổng cộng là 4 mẫu tranh đính đá đồng giá 100 000 các bạn nhé. Vâng, mẫu thứ tư là mẫu tranh có mã số DF269, kích thước là 75 x 50 cm ạ. Đây là vị trí kích thước ạ và đây là mã số của bức tranh DF269. Giá thành là 100 000 Câu thơ là ân cha mẹ là đại dương vô tận con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn. Với hình ảnh hoa mẫu đơn là tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Cá chép là tượng trưng cho sự dư giả về tiền bạc ạ. 9 cá chép tụ lại một chỗ là dư giả về tiền bạc các bạn nhé. Vâng, đá này là đá ABC ạ, à. đá này là đá ABC, ABC đây các bạn nhé, có nghĩa là có chi tiết có hạt nổi ở bên trong Có chi tiết hạt nổi ở bên trong ạ, à. vị trí đính đá là đính những bông hoa mẫu đơn các bạn nhé Chỉ đính những bông hoa mẫu đơn thôi ạ, à. và chữ cha mẹ, chữ cha mẹ với chữ ân cha mẹ là đại dương vô tận Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn, những cái vị trí này là những cái vị trí cần phải đính Chỉ đính hoa mẫu đơn thôi, không đính lá mẫu đơn ạ à. Không đính lá mẫu đơn không đính chép nhé, không đính cá chép. Không đính cá chép, không đính hoa lá, hoa mẫu đơn chỉ đính những bông hoa mẫu đơn to này và chữ cha mẹ. Uh, chữ cha mẹ đỏ và chữ ân cha mẹ là đại dương vô tận con chỉ là con sống nhỏ lăn tăn. Vâng, mẫu tranh này cũng đồng giá 100 000 nghìn các bạn nhé. Kích thước của tranh đây ạ, kích thước của tranh là 75 x 50 cm. Đây chính là vị trí kích thước của tranh. Mã số của tranh là DF269 các bạn nhé. DF269. À uh, kích thước 75 x 50 cm, giá thành của tranh là 100 000 nghìn ạ. Vâng vừa rồi mình vừa giới thiệu đến các bạn là bốn mẫu tranh đính đá đồng giá 100 000 4 Bốn mẫu tranh đính đá chữ về chủ đề cha mẹ đồng giá 100 000 các bạn nhé. Vâng các bạn xem thêm thông tin chi tiết của bốn mẫu tranh này hoặc những mẫu tranh khác, những sản phẩm khác tại website kho tranh giá rẻ.com ạ. Website kho tranh giá rẻ.com hoặc các bạn vào Zalo 0971123666 các bạn xem thêm thông tin chi tiết nhé. Vâng ạ, buổi giới thiệu bốn mẫu tranh đính đá đồng giá 100 000 của mình xin phép được kết thúc ở đây. Vâng xin phép được kết thúc ở đây ạ. Vâng và các bạn xem thêm thông tin tin chi tiết tại website kho tranh giá rẻ.com của mình uh, Zalo uh, 0971123666 nhé Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ